Cảm ơn toàn thể quý vị đã đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và xin cảm ơn Điện Máy Nội Thất Chợ Lớn đã đồng hành cùng chúng tôi ạ. Thì thưa quý vị thân mến, như quý vị đã biết tuần trước là chúng tôi đã cử Harry Won đi về Hàn Quốc học tiếng Việt. Ủa, ai dạy bệnh anh? Có anh. Con bé nói vậy đó. Rồi. Thì thời gian đó bé có gửi gắm Lê Dương Bảo Lâm để đảm nhận cái vị trí của Harry Won. Thì hồi nãy chúng tôi khảo sát rất là nhiều, các anh em ở trường quay cũng rất là thích Lê Dương Bảo Lâm ở vị trí này. Dạ. Khán giả cũng rất là thích. Dạ, thích đó à. Chỉ có 6 người chơi là không thích mà thôi. Các bạn đó. Tại vậy. Là những người sắp xuất hiện. Wow. Và bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu họ. Dạ. Thứ này đầu tiên chúng tôi xin mời đội A, Trình Thảo, Kiều Trinh Xíu, Đạt Long Vinh ạ. Xin mời các bạn. Đây là ba bạn rất là trẻ, rất là dễ thương, đã từng đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Và vì cái sự đáng yêu dễ thương nên mình được mời quay trở lại. Và dĩ nhiên ngày hôm nay hai đội chúng ta chọn một mà thôi để bước vào vòng trong. Dạ, đây là Đạt Long Vinh ạ. À, Long Vinh giới thiệu cho bà con cô bác được biết đi ạ. À. Dạ, em xin chào anh Giang, em chào anh Lâm và tất cả mọi người. Em là Đạt Long Vinh. Em rất là vui vì đây là lần thứ hai em được quay lại chương trình Nhanh Như Chớp. Wow. Dạ chào chú Giang với lại anh Lâm. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em là Kiều Trinh Xíu. Dạ đây là bạn Trịnh Thảo. Xin chào chú Giang, xin chào anh Lâm. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Nhanh Như Chớp. Em là Trịnh Thảo và ngày hôm nay thì em rất là vui khi được quay trở lại với chương trình một lần nữa. Tại lần trước nghĩ là thôi thua rồi, chắc thôi quay xe về luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì em đến đây em cũng backup cái trường hợp là em thua tiếp một lần nữa. Thì em vẫn có xe của Xíu em đi ké về. Em vẫn có xe của Xíu em đi ké về. Cảm ơn các em, mời vào vị trí A. Cảm ơn các em, mời vị trí A. Không gì buồn nha, không gì buồn nha. Vị trí A bên đây con. Đó. Thưa quý vị thân mến, đội tiếp theo cũng không phải dạng vừa đâu. Về, dạ. Về nhan sắc cũng đẹp xinh lắm. Dạ, xin mời đội B, Lương Chí Diễn, Thanh, Mèo và Thu Hà. Hey. Thi bằng lái hay gì mà làm? Dạ, Nhanh Như Chớp đâu đi bộ được đâu. Em xin chào anh Lâm, em xin chào anh Trường Giang và tất cả quý vị khán giả. Em là Diễn Dealer. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến và đấu với một đội cũng không phải dạng vừa đâu. Đội đó cũng lanh dữ lắm, mà đội đó hay thua. Vậy thôi, chứ không có gì. Còn bé Hà hôm nay tóc mới nha. Dạ vâng, xin tự giới thiệu em là Thu Hà và mọi người có thể gọi em là Seri. Em làm diễn viên và mẫu ảnh. Wow. Thì em mới nối tóc. Tóc rất là xinh ha. Còn Thanh thì ngày hôm nay cũng rất là xinh luôn. Dạ, em chào anh Giang, chào Harry Lâm. Dạ, anh Harry Lâm. Hôm nay em rất vui vì được trở lại với chương trình và em đang nung nấu cho mình. Em sẽ trở thành quán quân Nhanh Như Chớp mùa mới. Thôi, cứ đứng về chỗ đi. Đây, vị trí B. Bây giờ cặp đầu tiên sẽ là ai? Xíu lên trước đi chị, kính lão đất thọ, lên. Lên. Bạn tù xì lên trước ạ. Bạn tù tì ra cái gì, ra cái này. Đáng rồi em được quyết định đó. Dạ vâng, em lên trước ạ. Xin mời. Ra đi con. Mời em. Thứ này 2 phút nhanh như chớp của Seri xin phép được bắt đầu. Trong MV sao hay ra vẻ quá của diễn viên Dương Lâm, anh ta đi trên phương tiện giao thông nào? Xe máy. Không chính xác à? Tại sao MV hay như vậy mà không coi chứ? Đáp án chính xác là khoan tắm. Hỏi mấy bạn coi, các bạn có coi không? À, có ai coi không ạ? À? Em thấy anh nhảy nhót ở trên một cái xe bus. À vậy hả? Xe buýt bình thường hay xe buýt gì? Dạ xe buýt 2 tầng anh. Chính xác. Có coi. Có coi. Vì sao Trường Giang gọi Nhã Phương là xe buýt 2 tầng đỏ? Đây là câu thả thính. Xe buýt 2 tầng đỏ. Cậu biết xe buýt không? Xe buýt 2 tầng đỏ. 2 tầng đỏ. Xe buýt Đà Lạt ạ. Câu thả thính là xe buýt Đà Lạt. Qua đi. Qua. Trả lời em phải bắt buộc trả lời. Xe buýt 2 tầng đỏ. Rồi, không chính xác.
Không chính xác. Xe buýt hai tầng đỏ là phương tiện công cộng di chuyển nước Anh. Nước Anh. Này hơi trí tuệ xíu. Này trí tuệ rồi. Đây là câu đúng chữ nha. Vâng. Minh thường thức khuya vì người Minh thầm thương. Hỏi đôi mắt của Minh thường trông như thế nào? Thường thông. Chính xác. Loại cây nào có nguồn gốc từ nước ngoài? Đố chữ. Cây nước ngoài. Nước ngoài là ở bên. À. Cái gì nước ngoài? Cái cây gì hay làm rượu á? Ủa cây, sao nhắc vậy? Nhắc cây, đó rồi, nhắc vậy. Rồi. Cây có cái gì? Đúng cây rồi. Gì? Cây rượu nho. À cây nho ạ. Cây nho. Vâng. Chính xác chưa? Dạ chính xác ạ. Không chính xác. Ủa má. Hoa anh đào đúng không ạ? Tại vì có nước anh trong đó. Có chữ đúng anh. Rồi. Cũng đúng. Đó là cần tây. Cần tây. Hành tây. Gì miếng tây là được. À. Vì sao Carit và Hoàng Thùy Linh không bao giờ bị lung lay? Đây là một tên bài hát. Chết rồi, em chưa xem bài này. Vì. Vì sao ạ? Vì Kiền Ba Chân. Tại sao em chưa xem mà biết Kiền Ba Chân? Tại vì em nghe tên bài hát rồi ạ. Trời ơi, bà nhõng nhẽo cái gì. Chúc mừng em. Vậy trong MV Kiền Ba Chân của Carit và Hoàng Thùy Linh, các nhân vật đã chơi trò chơi nhân gian gì? Liệt kê trò chơi dân gian đi, liệt kê trò chơi dân gian có những gì? Ô ăn quan này, đĩa lên bờ này, bịt mắt bắt dê, Lẹ. Chọn khó. Chọn cái đi. Đá bóng dưới đá cầu. Nhảy dây ạ. Nhảy dây. Vâng. Không chính xác. Ủa? Cướp cờ. Cướp cờ không biết. Câu tiếp theo. Một cửa hàng quyết định giảm giá phân nửa giá đổ để tránh bị hư. Hỏi cửa hàng đã giảm giá bao nhiêu phần trăm? Đố mẹo. Nửa. Nửa là bao nhiêu phần trăm? 50 ạ. Chính xác. Wow. Dễ quá. Ráng nha, bây giờ có một cái mà lên xuống hoài nha. Dịch nào luôn mang tiếng có thai, dù giống cái hay giống đực? Đố chữ. Vịt bầu. Vịt bầu. Chính xác. Bàn gì đông người nhất? Đố chữ. Bàn gì đông? Bàn gì đông người nhất? Bàn luận. Không ạ. Tại sao ạ? Không được. Ấy lộn, không được gì hả mày? Lộn từ tao từ. Bàn cơ. Không chính xác. Bàn mà đông nhất là bàn dân thiên hạ. Câu tiếp theo. Hoa gì có tính thích nổ? Hoa gì? Hoa súng. Hoa gì? Hoa pháo, hoa súng. Hoa súng. Chính xác. Hết giờ và cuối cùng Seri đã mang tổng cộng cho mình đúng 2 đáp án. Xin chúc mừng Seri. Mời em ra xe. Trời khó dữ vậy. Dễ mà, cái bộ đâu có khó đâu mọi người. Rất khó luôn anh em. Tại mọi người nghĩ xa vời quá. Chúng ta gặp gỡ lại Kiều Trinh Siêu. Không có khó đâu, rất là dễ con ạ. Rất dễ, rất đơn giản. Chỉ cần con số 3 là mình chiến thắng. Ồ, nhưng mà chắc khó hả mọi người? Dễ. Dạ. Xin mời lên. Rồi, 2 phút dành cho Kiều Trinh. Bắt đầu. Trong MV sao hay ra dễ quá, Lê Dương Bảo Lâm đi phương tiện giao thông nào? Lúc mà nhẹ nhàng nhót á. Đi xe buýt 2 tầng. Lên. Có coi nha. Em fan của anh đó. Wow, em ơi. Câu này câu thả thính trên mạng hay dùng nè. Vì sao Trường Giang gọi Nhã Phương là xe buýt 2 tầng đó? Xe buýt 2 tầng thì là một ca khúc của... Vì sao Trường Giang gọi Nhã Phương là xe buýt 2 tầng màu đỏ? Tại vì xe buýt 2 tầng chở nhiều trái tim hả ta? What? Trả lời chưa? Chưa, đang suy luận. Cái gì ta? Trả lời qua đi trả lời câu khác. Câu này khó lắm, vậy hả? Thế giới vì tại vì yêu nhau. Tại vì yêu nhau, không chính xác.
Vì xe buýt hai tầng đỏ là của anh. Anh ở đây là nước anh. À, nó là biểu tượng. Xe chở nhiều tim là xe cháu lòng em ơi. Xe buýt chở nhiều tim. Có một bạn tên là Minh, thường thức khuya vì người Minh thầm thương. Hỏi đôi mắt của Minh trông như thế nào? Đây là một con đối chữ. Người Minh thầm thương thì mắt Minh thâm. Đúng rồi, thường thâm lên. Yeah. Đây là câu đối chữ. Rất đơn giản thôi. Loại cây nào có nguồn gốc từ nước ngoài? Từ nước ngoài. Đối chữ. Chương trình có MC rồi mọi người. Đối chữ hả? Cây nước ngoài. Bộ này khó dữ vậy, hồi nãy mới xin bộ dễ. Bộ này là dễ nhất trong các bộ ra. Nhớ rồi. Cây nước ngoài, cây nước ngoài hả? Cây... cây đô la. Cây gì? Cây đô la. Nó là một cây thực vật. Dạ, nó là một cái cây thực vật. Nó tên là đô la. Dạ. Lên. Hay quá. Hay quá em ơi. Hồi nãy em dễ lắm. Cây gì hồi nãy... con trả lời được nè. Dạ, cây anh đào. Cây anh đào là nước Anh hoặc là cây cần tây là ở bên Tây. Dạ. Hiểu không? Cây đô la cũng được. Nó dễ lắm. Đúc mười. Câu này phải biết bài hát nha. Vì đố tên một bài hát. Vì sao Carit và Hoàng Thùy Linh không bao giờ bị lung lay? Tên một bài hát đó. Chết rồi, không, vậy là không biết rồi. Có nghe nhưng mà không có nhớ. Không có nhớ thì trả lời đại để mình xuống vị trí số 1 mình lên lại số 3 chứ không là hết thời gian. Lấy cho em xui thôi. Tao cho em xuống. Dạ, đó chốt câu đó đó. Rồi, không chính xác. Bài hát của ta là Kiền Ba Chân. À, rồi. Rồi, trong MV Kiền Ba Chân của Carit và Hoàng Thùy Linh, các nhân vật đã chơi trò chơi dân gian gì? Trong MV đó, có xem không? Rồi, trớt quớt, trả lời đại đi. Chơi thị đá. Chơi thị đá, không chính xác. Đó là cướp cờ. Một cửa hàng quyết định giảm phân nửa giá đổ để tránh bị hư. Hỏi cửa hàng đã giảm bao nhiêu phần trăm? Phân nửa giá đổ. Là bao nhiêu phần trăm? 1/2. Bao nhiêu phần trăm? 50%. Rồi lên. Trời, cái mặt bà nói hoang mang quá vậy. Vịt nào luôn bị mang tiếng có thai dù giống cái hay giống đực? Có một loại vịt mà trong cái tên đó là mình đọc lên biết đó là mang tiếng có thai. Vịt bầu. Lên. Cái này dễ nè. Câu này mà đúng là thắng nè. Đây một câu đối chữ nè. Bàn gì đông người nhất? Bàn gì đông người nhất? Liệt kê ra. Trời ơi, câu này là hay nói lắm luôn á. Cái miệng ai đã từng nói câu này rồi luôn á. Liệt kê ra. Bàn họp. Không chính xác. Bàn đông nhất là bàn dân thiên hạ. Câu tiếp theo. Hoa gì có tính thích nổ? Đối chữ á. Hoa gì có tính thích nổ hả? Trời ơi, khó dữ vậy trời. Thôi trả lời đại đi, đang ở mức không mà sợ gì nữa mà khó. Hết giờ luôn rồi. Đẹp mặt chưa? Trả lời đi. Khó dám bụng. Hoa sắc pháo. Cái cây cũng không cao lắm mà nó có cái trái thả vô nước đúng không? Không, cái cánh đỏ mà nó lẫn rụng như sắc pháo vậy đó. À dạ. Như vậy là bằng nhau nhé. Không. Hai bán liên tiếp, chỉ có hai liên tiếp mà thôi. Lượt đầu tiên là coi như huề rồi đó. Dạ vâng. Đến ai? Bây giờ đến ai? Ai ạ? Bé ơi, bé lên đi con. Lên luôn. Trình Thảo. Lên luôn. Trình Thảo và Thanh Mèo, ai sẽ là người lên trước? Quả thư xì ạ, vẫn quyết định là quả thư xì đúng không? 1, 2. Thắng quyết định. Em chọn anh Giang. Em chơi sau. Em chơi sau và chọn anh Giang. Là không thích anh Lâm. Em thích chị Harry á. Em thích chị Harry. Thôi lên đi. Quá trời, bé đấu để thiệt. Mời em. Anh sẽ hỗ trợ em nha. Sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. Trình Thảo đến với nhanh như chớp và 2 phút Trình Thảo bắt đầu. Cam gì tinh khôn láo lĩnh? Đố em... tên một thành phố. Cam ranh. Chính xác. Cam gì thành thạo có nhiều kinh nghiệm? Đố chữ. Nhiều kinh nghiệm cam. Liệt kê cam ra. Cam xanh. Đúng rồi. Nhiều kinh nghiệm. Yeah.
Cam gì hay mua thiếu? Cam chịu. Chính xác. Trời ơi anh, trời ơi anh. Thời tới nha. Trái gì đã hết gian trưng sắp được sung sướng? Trái khổ qua. Chính xác. Trường Giang và Dương Lâm rủ nhau đi xuyên Việt, liệt kê ra đến 77, 49 địa điểm mới tìm ra được nơi sẽ đến đầu tiên. Đó là tỉnh nào? Đố biển số xe. Sao, 49 là ở đâu? Lâm Đồng. Là Lâm Đồng, Đà Lạt có ta? Đà Lạt hả? Trả lời đi. Trả lời đi. Dạ, dạ, Đà Lạt, Lâm Đồng. Đà Lạt hay Lâm Đồng? Dạ, Lâm Đồng. Đà Lạt, Lâm Đồng. Lâm Đồng ạ. Không chính xác. Em không biết luôn. 77 có 77 chứ sao em không nói. Em nói không có 77. 77 là ở đâu vậy anh? 77 nè anh, thủ võ gì mà thiệt á. Đồng Nai là 77. Đồng Nai mà thủ võ. Bình Định. Bình Định. Vậy Trường Giang và Dương Lâm sau khi đến Bình Định còn đi đến đâu nữa? Đà Lạt. Chính xác. Không chính xác. Lâm Đồng. Lâm Đồng mới chính xác. Ủa Lâm Đồng hả? Đà Lạt chỉ là một thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng thôi. Còn 49 đó là mã biển số xe của tỉnh Lâm Đồng. Đi đến đâu? Đi đến đâu? Dạ thì Đà Lạt cũng là tỉnh ở trong Lâm Đồng cũng. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Đáp án của chúng tôi, câu đầu tiên là Trường Giang Lâm Đồng 7749 là đó là tỉnh nào? Đáp án là tỉnh Bình Định. Câu thứ hai là Trường Giang và Dương Lâm sau khi đi đến Bình Định còn đi đến đâu nữa? Đó, đi đến đâu thôi chứ không có nói đúng là đi rồi. Đến tỉnh nào. Ờ, dạ đúng. Được thắng câu này. Yeah. Yeah. Hay quá. Loại khỉ hay bị bệnh gì? Ờ, khỉ đột ạ. Không con. Dạ. Đối với thành ngữ, thành ngữ. À thành ngữ hả? Khỉ ho. À bị ho. Khỉ ho cậu gáy. Dạ. Chính xác. Lên. Cái gì luôn ở dưới đất nhưng không bao giờ bị dơ? Dưới đất cái gì ta? Cái trả lời đại đi ạ. Khoan, bây giờ mình thử nè. Bóng đen, cái bóng, cái bóng. Yeah. Chính xác. Tình yêu sẽ biến thành gánh xiếc nếu chúng ta thích điều gì? Tình yêu sẽ biến thành gánh xiếc hả? Đố chữ đó, đố chữ đó. Đố chữ nha. Tình yêu sẽ biến thành gánh xiếc là hai người phải quýnh quýt múa may nhào lộn. Sao khoái quấn quýt quá. Dạ thì con thấy tình yêu thì phải quấn quýt nhào lộn mới ra gánh xiếc được chứ ta. Thì đó, đúng rồi đó. Xiếc là có cái gì ta? Leo dây, đu dây, lộn vòng, cắm đầu. cái gì ta? Cái này là gì ta? Đó là thích lộn người. À, thích lộn người. Không, nhưng mà gọi là cũng rất là xuất sắc, trả lời cũng liên tục. Và Trịnh Thảo đã mang về cho mình tổng cộng 4 đáp án đúng. Dạ. Chúc mừng em. Khó lắm rồi. Giỏi nha. Rồi, thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại Thanh Mèo, xin mời. Trịnh Thảo mang về 4 đáp án liên tiếp. Wow. Wow, mình chỉ cần 5 thôi. Lên. Lên, để coi, được bao câu. Quá giỏi luôn. 2 phút dành cho Thanh Mèo. Bắt đầu. Đây là đố tên thành phố. Tên thành phố. Cam gì tinh khôn? Lém lĩnh. Cam gì? Cam quýt xoài. Cam thành phố cam quýt xoài. Liệt kê đâu, liệt kê đâu. Trời ơi. Cam rít. Cam ranh. Cam ranh lên. Thành phố Cam Ranh thuộc tỉnh nào? Khánh Hòa. Để hỏi chơi thôi nha. Cam gì thành thạo có nhiều kinh nghiệm? Kể ra. Cam. Kể đi nào. Cam chịu. Cam. Cam sành. Lên. Đây là câu đố chữ tiếp tục là cam gì hay mua thiếu? Cam chịu. Lên. Dễ không, dễ không, dễ không? Cái này dễ luôn nè. Đố chữ nè. Cái trái gì đã hết gian truân rồi sắp được sung sướng? Trái khổ qua. Lên. Bằng rồi nha, bằng rồi nha. Xuống nè. Chắc xuống quá. Xuống, em nghĩ là xuống. Không có vé nào mà lên được số 5 hết á. Trường Giang và Lê Dương Bảo Lâm rủ nhau đi xuyên Việt, liệt kê ra đến 77, 49 địa điểm mới tìm được nơi sẽ đến đầu tiên. Đó là tỉnh nào? Mã biển số xe. Trời đất ơi. Hà Tiên hả? Ừ đúng. Ôi không tin anh Lâm đâu. Quảng Ninh.
Bình Thuận, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai. Ở ngoài kia thôi, ở ngoài kia thôi, ở ngoài á. Ngoài đâu? Ngoài đâu? Em nè. Ủa, hả? Lạng Sơn. Không. Không. Lào Cai. Không. Cho bé xuống đi anh, quá mất thời gian. Thôi Lào Cai đi anh ơi. Lào Cai rồi, không chính xác. Rồi quê đó, rồi vô, vô, vô. 7749 mà đầu tiên. Anh lầm á. 77 và 49, đầu tiên sẽ là 77. 77 là ở. Ở đâu? Không biết, bé không biết. Không biết luôn. Đó là Bình Định. Mã biển số xe của tỉnh Bình Định. Vậy Trường Giang và Dương Lâm sau khi đến Bình Định còn đi đến đâu nữa? Mã biển số xe còn lại đó. Dễ mà. Chắc không rành về mấy cái mã biển số xe đúng không? Thôi Cà Mau đi. Cà Mau không rất áp lực nha. 49 Cà Mau. Bảo Lộc Đà Lạt rồi đó. Dạ. Đâu xuống tới Cà Mau như vậy? 49 là gần 47 Đắk Lắk rồi mà cũng không biết. Đây là đố thành ngữ nè. Loài khỉ hay bị bệnh gì? Loài thành ngữ gì? Khỉ gì? Khỉ đầu. Khỉ đầu, không chính xác. Khỉ ho cò gáy. Ôi trời ơi. Trời ơi, dễ quá. Cái gì luôn ở dưới đất nhưng không bao giờ dơ? Cái sàn. Không chính xác. Cái sàn đổ nước thì phải dơ chứ. Đổ đất là phải dơ chứ. Cái bóng. Tiếp theo. Đây là câu đố chữ, mấy bạn trên mạng hay đố nhau. Tình yêu sẽ biến thành gánh xiếc nếu chúng ta thích điều gì? À, gánh xiếc ghiết sánh. Gánh xiếc người ta thường làm gì? Thích điều gì mà ghiết sánh gì đây? Thôi bỏ qua đi, khó lắm. Gánh xiếc khỉ đi. Rồi, thích khỉ. Đáp án là thích lộn người. Câu này là đố chữ nè. Shipper đứng giao hàng ở đâu sẽ giúp người nhận hàng dễ nhìn thấy mình? Khó. Đứng giao hàng ở đâu? Giao hàng ở trước mặt. Đố chữ mà. Đố gì hả? Giao hàng ở đâu? Giao diện. Ở đâu thì nó phải có location. Giao lộ. Như vậy là thuê giống như nhau. Bốn cái liên tiếp, xin chúc mừng. Dễ ơi là dễ. Gặp Nam này làm điểm nhấn cái nha. Đạt Long Vinh và Diễn đi lên, xin mời. Hai lần Huề đó, không lẽ lần này Huề nữa. Ai lên trước, quản tôi xin đi ạ. 1, 2, 3. Rồi, Thắng quyết định. Dạ, Diễn lên trước. Rồi, xin mời. Anh. Ủa lên anh. Lên luôn. Tiền thẻ làm luôn. Hai phút dành cho Diễn, bắt đầu. Đây là câu đố chữ. Thủy gì không bao giờ rớt? Liệt kê là thủy gì? Đọc đi. Dạ, thủy lợi. Thủy lợi nè, thủy lôi. Thủy lôi vẫn rớt mà, thủy lôi phóng lên vẫn rớt. Thủy lôi đi anh. Không chính xác. Cái người mới rớt là gì? Khi chúng ta đi học. Thủy đậu. Thủy đậu. Thủy đậu. Trời. Đây là đố chữ luôn à. Thủy gì ở dưới biển? Thủy thủ anh. Đúng. Thủy thủ ở trên chứ ta. Cũng được. Lên. Thì ở trên lên đầu ở dưới biển để mà đi làm công việc của mình. Còn có đơn giản hơn là thủy gì ở dưới biển? Ăn. Thủy hải sản. Thủy hải sản. Thủy tề đúng không anh? Thủy tề cũng được luôn. Công chúa thủy tề. Câu này đối chữ tiếp tục. Thủy gì ai cũng sợ? Thủy lôi. Lên. Tiếp tục là câu đối chữ. Mùa nào người bán hàng rất thích vì có nhiều khách? Dạ, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa thu. Không chính xác. Ủa không thu được hả? À, mùa nào người bán hàng rất thích vì có nhiều khách? Nhiều khách thì phải là mùa đông. Mùa đông. Mùa đông là khách đông. Trời ơi, em có bây giờ sống ở nơi có mùa đông đâu. Mùa nào người mua hàng rất thích? Mùa hạ anh. Đúng rồi, lên. Hay quá. Em biết rồi, em biết cái trò này rồi. Bình gì giữ được nóng, lạnh? Bình giữ nhiệt anh. Lên. Không, câu này dễ quá, đối thủ cũng biết thôi. Tôi tên chân vịt nhưng không phải là chân con vịt, tôi là gì? Câu này cũng dễ luôn. Tôi là thú mỏ vịt. À, chân vịt mà không phải con vịt anh. Tôi tên là chân vịt nhưng tôi không phải con vịt. Thôi tôi là thú mỏ vịt đi. Không chính xác. Có những câu nó quá dễ mà phải trả lời được chứ mọi người. Rau chân vịt. Rau chân vịt. Rau chân vịt Bina đó, hoặc rau là chân vịt của tàu thuyền đó. Anh không ăn à? Ngã ba nào ở thành phố Hồ Chí Minh mà phụ nữ
đến đó không được đi thẳng. Ngã ba mà không được đi thẳng là phải quẹo, phải cong. Mà ngã ba ngã gì mà liên quan đến cong ta, ngã cong, ngã quẹo, ngã nghiêng, ngã ba ngủ lão đi anh. Rồi không chính xác. Ai biết? Ngã ba. Đúng rồi, bà quẹo. Bà không biết luôn. Đố lời bài hát nè. Vầng trăng nào ngay từ đầu đã không còn? Vầng trăng khuyết anh. Không chính xác. Hát rồi. Cái bài Vầng trăng khuyết của ca sĩ nào nổi tiếng lắm nè. Đố lời bài hát là Vầng trăng khóc đã không còn người yêu hỡi. Vầng trăng khóc. Em thuộc bài đó. Đố chữ tiếp theo. Bạc gì nghe yếu đuối? Dạ bạc xỉu. Không chính xác. Không chính xác luôn. Ủa gì? Bạc xỉu hả? Người đàn ông yếu đuối mà không làm được việc gì ta gọi là bạc gì? Bạc nhược. Đúng, bạc nhược. Chính xác. Học sinh sinh viên khi đi thi sợ nhất bị thứ gì? Đè. Thứ gì đè? Trời ơi. Dạ tủ đè. Lên. Vậy sinh viên lười khi đi hết giờ. Chỉ có hai sự liên tiếp mà thôi. Tại sao những thứ đơn giản vậy mà em không nghĩ ra? Chắc tại là giờ mình đến với chương trình quá tính toán. Dạ. Chúng ta gặp gỡ lại Đạt Long Vinh. Rất dễ, yên tâm điều này. Yeah. Rất dễ, con số 3. Wow. Wow. Dễ. Yeah. Mấy người mà dở. dễ. Lên. Okay. Vâng. Yeah. Cố lên, cố lên. Dạ. Yeah. Cố lên Vinh. Và bây giờ 2 phút của Long Vinh với nhanh như chớp thì được phép bắt đầu. Nhìn cho mắt anh Lâm. Nhìn cho mắt anh nha. Dạ. Bỏ to ra. Thủy gì không bao giờ rớt? Dạ, thủy triều. Đố chữ mà. Không bao giờ rớt. Đố chữ. Nhìn vô mắt tôi. Rớt. Thủy gì? Do nhìn vô mặt sợ đó, trả lời không được á. Không bao giờ rớt. Không bao giờ rớt. Rớt là rơi đúng không? Ừ. Ngược lại với rơi là thủy... Thủy gì? Liệt kê hết. Thủy chiều. Thủy cung. Thức ghê á. Không chính xác rồi. Không chính xác. Dạ. Chốt đại đi anh. Là thủy đậu. Dạ. Biết thủy đậu là gì không? Thủy đậu là gì không? Dạ, thủy đậu là bệnh đậu mùa, bệnh... Đúng rồi. Ừ, mà đậu đi thi đồ ăn, ăn đậu đồ cho đậu không rớt đó. Dạ. Sáng tác nhạc hay mà, ấy quá. Câu 2, thủy gì ở dưới biển? Dạ, thủy cung. Chính xác. Thủy cung thì hải sản. Dạ. Thủy tề. Dạ. Thủy quái. Liệt kê luôn. Có phần sai trong đó nha. Thủy gì ai cũng sợ? Dạ, thủy quái. Ủa, đúng không anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Thủy quái mới sợ chứ. Làm gì trong đầu làm cái thủy quái? Có chứ sao không? Có mấy không? Con cá mà thiệt lớn mà ăn thịt người gọi là thủy quái đó. À. Em vừa rồi em giúp người ta một câu đó. Anh Long hay quá Long. Rồi anh nhớ. Hay quá anh ơi. Lên. Oh no. Ủa? Là câu nữa là thắng hả? Dạ đúng rồi. Không. Chơi gì vậy? Không, cái này có tính toán trước rồi nãy đứng kêu. Câu này suy nghĩ nha. Mùa nào người bán hàng rất thích vì có nhiều khách đố chữ? Liệt kê đi nào, mùa nào? Liệt kê trước. Đố chữ đúng không anh? Đúng rồi. Liệt kê ra đi. Quên đếm. Liệt kê đi, liệt kê đi anh. Chốt các bạn. Mùa... Chốt chưa? Ủa liệt kê đi. Ủa trời. Chốt, sao đi ngủ vậy? Chốt, đang lên hả? Ngủ. Không chốt ngủ, đi ngủ luôn. Chốt đi. Tiếp. Anh Lâm đọc lại đâu mà. Nè, mùa nào người bán hàng rất thích vì có nhiều khách. Một câu nữa thôi là lên Vinh rồi, chị đi. Chốt đi, chốt đi. Đố chữ nha. Đố chữ á. Liệt kê tiếp đi anh. Liệt kê ra đi. Chơi chữ nè. Liệt kê ra, đọc tên ra. Mùa đông. Yeah. Tại sao? Tại vì nó tại đông, vì đông thôi. Khách. Đúng rồi. Chính xác. Giỏi quá. Người ta giỏi thiệt, người ta thông minh. Đàng hoàng, người ta chững chạc, đàn ông thì... Mùa nào người mua hàng rất thích? Cười cười. Cười mà trả lời sai nhục nha. Cười mà trả lời sai đi á. Dạ mùa hạ nha. Tại sao? Tại vì hạ giá nha. Chính xác. Hay quá. Yeah. Thấy tài giỏi không? Bình gì giữ được nóng lạnh?
Dạ Bình Tâm. Đúng rồi anh. Cũng Bình Tâm cũng đúng mà ta. Bình Tâm cũng đúng. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, mình đổi chữ mà đúng không? Dạ. Mình có đổi chữ không? Có không. Không đổi chữ là không được. Xuống. Ui. Chưa chưa em đang test thử mà chưa chốt mà anh nhờ. Ủa vậy hả? Dạ đúng rồi. Người chơi giờ này nhiều trò quá. Đáp án chốt của em là gì? Dạ cho em nghe lại câu hỏi. Bình gì giữ được nóng lạnh? Dạ bình bình thủy. Đúng rồi. Đúng. Chính xác. Lên. Wow. Ghê. Tôi tên chân vịt nhưng không phải là chân của con vịt. Tôi là gì? Tôi là tôi. Tôi là tôi. Chính xác chưa? Chốt chưa? Chưa test anh nhỉ? Đọc lại anh Lâm. Tôi tên chân vịt nhưng tôi không phải chân vịt vậy tôi nè. Là gì? Anh là anh Lâm. Tôi là gì? Cái đáp án tôi là chân vịt nhưng không phải là chân của con vịt. Thì cái đó là cái gì? Tôi là cái chân vịt của cái xuồng đuôi tôm. Chính xác. Lên. Giỏi quá. Ồn quá làm được em ơi. Ngã ba nào ở thành phố Hồ Chí Minh mà phụ nữ khi đến đó không được đi thẳng đúng chữ? Không được đi thẳng. Không được đi thẳng là mình phụ nữ nha. Phụ nữ mình quẹo. Ngã ba bà quẹo. Chết quá. Trời ơi giỏi quá. Ủa ngã Tân Bình hả? Dạ. Ngã Tân Bình hả? Dạ không, em hệ thống thôi chứ em. Trời ơi. Không biết cái đó. Em hệ thống thôi. Hay quá. Nói chữ thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Tiếp theo. Trời ơi, mình nhìn bên đây giỏi bao nhiêu thì. Chào anh. Nhạc sĩ nè đúng không? Dạ, nè. Dạ ok. Liên quan âm nhạc. Dạ. Vầng trăng nào ngay từ đầu đã không còn? Dạ vầng trăng khóc. Chính xác. Bớt la đọc không được, nhỏ nhỏ thôi. Bạc gì nghe yếu đuối? Bàn gì nghe yếu đuối? Bạc á. Bạc gì nghe yếu đuối? Bạc gì nghe yếu đuối? Bạc tinh. Không chính xác. Trời ơi. Bạc gì anh nhỉ? Bạc nhược. Bạc gì thêm bạc gì? Bạc nhược luôn. Bạc nhược. Dạ. Giỏi quá. Quá giỏi. Quá tự hào. Tại vì em không có bạc nhược cho nên em không nghĩ được tới đó đâu anh ạ. Thưa quý vị, ở lượt này Đạt Long Vinh đã mang về cho mình tổng cộng 8 đáp án đúng. Xin chúc mừng. Sau 2 lượt hòa thì đây là lượt đầu tiên mà đội mình thắng. Chúng ta còn 1 lượt nữa thì đội mình nhất định là phải thắng ở lượt này thì mới hòa. Còn nếu mình hòa lượt này là coi mình thua. Lượt này mình sẽ chọn ra 2 người, không phải là 2 người vừa rồi. Mà thua đừng trách nha. Chơi đi em. Mặt em thông minh không anh Duy? Hả? Mặt em thông minh không? Ai biết trời, tự nhiên hỏi. Bây giờ mình lượt người cao không? Cao bắt đầu đi. Trịnh Thảo và ai à? Là chị đó. Ok. Cố lên. Thanh Mèo. Mời em. Rồi quyết định đi, ai lên trước lên sau? Ở nữa hả ta? Nữa hả? Nữa tôi gì đó không? Thôi nhường em. Nhường muốn lên trước đúng không? Hay là muốn lên không, sau? Không, nhường em chọn. Ờ vậy thôi em lên trước. Hồi nãy ai đọc cho con? Dạ anh Lâm. Giờ chú đọc cho con. Dạ. Xin mời. Rồi 2 phút bắt đầu. Đây là câu đối chữ. Mặt gì mà ai cũng đi lên trên đó? Dạ. Mặt gì mà cũng đi lên, ai cũng đi lên trên đó? Mặt gì mà ai cũng đi mặt tiền ạ? Mặt gì cũng ai mặt đất ạ? Mặt gì ai cũng đi lên trên đó? Cái mặt gì ai cũng đi lên trên đó? Mặt đất ạ. Lên. Yeah. Mặt gì rất ít người đi lên được? Có người đi lên rồi nhưng ít lắm. Và mặt trăng ạ. Lên. Mặt gì luôn dao động? Mặt gì luôn dao động? Mặt biển. Lên, chính xác. Hay quá. Mặt biển luôn có sóng ha. Dạ. Mặt gì không lớn, không nhỏ? Mặt gì mà... Mặt băng. Lên. Dạ. Cơ trưởng là người lái máy bay. Dạ. Thuyền trưởng là người lái thuyền. Dạ. Lái tàu thủy rồi đó. Dạ. Vậy tù trưởng là người lái cái gì? Tù trưởng là lái... Thôi con bỏ ba đi ạ. Trả lời. Chốt không trả lời. Là lái tàu hỏa. Không, chính xác. Có tù trưởng làm gì mà có tàu hỏa? Tù trưởng là trưởng của một bộ lạc. Cái ông mà
cái ông mà già đó trời, trưởng lão đó. Ông lái gì? Thì đáp án chính xác là phải là lái cái gì cũng được, bởi vì ông đâu có liên quan tới mấy cái kia. Dạ. Ông thích lái gì ông lái, nếu không có bằng. Dạ. Kể tên hai nghệ sĩ mà trong tên có một loài động vật. Trong tên có một loài động vật ạ. Con hai nghệ sĩ hả? Nghệ sĩ hả? Dương Long Đồng Nai, có con nai. Đúng rồi Long. Tên nghệ sĩ chứ phải là... Tôi tên ca sĩ Lê Dương Bảo Lâm. Tên đầu tiên là tên... Tên đầy đủ là gì? Chứ đâu má đồ đặt tên nai. Mà cũng có con Dương đó. Thì đó, thì chúng ta... Lê Dương Bảo Lâm ạ. À? Hoặc là Dương Long Đồng Nai thì có con nai. Một người nữa. Chết, chết. Con... Đạt Long Vinh. Ủa, Đạt Long Vinh có con gì? Con Rồng. Rồng. Con Long Long Rồng. Đúng rồi. Lên. Trong một nhóm bạn, Đại là người rất thích hát và được mọi người nể trọng. Hỏi Đại giữ vai trò gì trong nhóm? Đại ca. Lên, đơn giản hơn. Củ gì chịu nhiều áp lực? Trời, ăn mì quảng chưa? Trả lời. Mì quảng nó có củ gì ta? Củ sắn. Sao mì quảng nào mà có củ sắn? Củ nghệ ạ. Nghệ sao áp lực? Củ sắn. Thôi không chính xác, không chính xác. Đó là củ nén. À, củ nén à, con không biết củ nén. Con không biết củ nén hả? Dạ. Ngoài Bắc gọi là hành tâm ấy. Con không biết luôn. Ừ. Hải bị lạc đường, nếu Hải không hỏi đường thì phải đi bao nhiêu km nữa mới tới nơi? Đố chữ rất đơn giản. Hải không. Đó. Hải không. Hai. Hải không hai. Hải không hỏi. Bao nhiêu km? Không hai, hai km. Hải không có giống hỏi. Hải không là khổng hai. Ủa? Hải không hỏi. Hải không hỏi là hỏi không hỏi. Hải không hải hả? Hải không hỏi. Hải không hỏi. Không km. Không km. Sai nha, không chính xác nha. Hải không hỏi đọc xong. Ai hỏi hải. Mà không có dấu hỏi. 2 km. Nãy em nói đúng rồi đó. Nãy em nói đúng rồi. Dễ vậy. Có một món ngon nhưng bé Na không dám ăn. Nhờ ông nặng lời mà bé Na mới nuốt. Món gì? Nhờ ông nặng là cái đó phải nặng rồi mới ăn được. Thôi, giỏi rồi. Nhờ ông nặng. Ông nặng. Thôi, lát nữa sẽ biết. Dạ. Như vậy cũng giỏi rồi. 4 đáp án liên tiếp, xin chúc mừng. Chúng ta gặp gỡ lại Thanh Mèo. Number 4. Lo. Dê. Trời. Lên. Mời em. Thanh Mèo với phần thi 2 phút bắt đầu. Mặt gì mà ai cũng đi trên nó? Đố chữ. Đơn giản là đất. Yeah. Mặt gì rất ít người đi lên được? Mặt gì? Chỉ có mặt. Mới có vài người trăng. Đi lên được thôi. Mặt trăng. Lên. Mặt gì luôn dao động? Mặt gì luôn dao động? U lượng. Sao? Mặt biển. Chính xác. Mặt gì không lớn không nhỏ? Đố chữ. Mặt gì không lớn không nhỏ? Mặt lớn, mặt đại, mặt... Mặt không lớn không nhỏ là bằng... Mặt băng. Chính xác. Ráng nha. Cơ trưởng là người lái máy bay. Thuyền trưởng là người lái thuyền. Vậy tù trưởng là người lái cái gì? Nghĩ đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Tù trưởng. Ủa, tù trưởng là... Là ai? Là ở dân tộc được mà. Cái dân tộc. Vậy thì... Lái tù. Bạn. Không, chính xác. Tù trưởng là người là đứng đầu bộ lạc. Dạ đúng rồi. Muốn lái gì lái. Nhiều khi không lái luôn. Bằng là thua nha. Mình phải lên số 5 thì mình mới thắng lượt này. Thì lúc đó mình mới huề thôi. Câu tiếp theo. Kể tên hai nghệ sĩ có
tên một loài động vật. Trong cái tên có loài động vật. Trong cái tên có loài động vật. Liệt kê ra, liệt kê ra. Lê Du Bảo Lâm. Sao mỗi lần nói động vật thì nhớ tên em ha. Có con gì, có con gì? Con gì? Con Sơn Lâm Sư Tử. Con Sơn Lâm Sư Tử luôn kìa anh ơi. Lê Du. Có con gì? Con gì đâu? Con Linh Dương. Con Linh Dương hả? Con Linh Dương là Ngọc. Linh Dương á. Được, đúng rồi, Linh Dương là dê núi đó. Tiếp. Còn cái nữa. Lê Du Bảo Lâm. Liệt kê ai nữa? Minh Hằng Đông. Tôi luôn luôn là tôi. Hai ngày một đêm, hai ngày một đêm, có đó. Kiều Minh Tuấn, Trường Giang, Hiếu thứ hai. Ai nữa ta? Là con gì? Trời ơi là trời. Sao mà quên cái cần mà có gì? Cái cần thì không kể, mà cái kể thì không ơi. Cần. Có con gì? Con kiến. Chính xác. Trong một nhóm bạn, Đại là người rất thích hát và được mọi người nể trọng. Hỏi Đại giữ vai trò gì trong nhóm, đố chữ? Hát. Hả? Giật mình. Đại... Đại đội trưởng. Đại trưởng luôn. Đại tướng quân. Đại tướng quân. Đại... luôn. Đại thi hát. Đại hát. Đại hát hay gì? Đại hát. Đại hát không có nghĩa. Đại gì có nghĩa? Đại gì? Đại ca. Lên. Củ gì chịu nhiều áp lực? Mùa quýt. Củ hả? Mùa quýt hả? Mùa quýt mới biết. Củ gì? Áp lực á. Ăn mì Quảng chưa? Dạ. Củ dền. Bé. Củ dạ. Ăn mì Quảng chưa? Dạ rồi. Cái này là không thể thiếu. Áp lực thì sao? Để nấu mì Quảng. Củ áp lực á. Hả? Áp lực. Ok. Thôi đi về. Củ về. Củ gì à? Củ về. Củ đi về, kêu đi củ về trời. Củ gì vậy anh Lâm? Củ nén. Áp lực thì phải rồi, nén. Rồi em chịu luôn. Em biết củ nén không? Dạ không. À bé không biết luôn anh ơi. Thưa vị, Thanh Mèo đã mang về tổng cộng 4 đáp án đúng liên tiếp. Chúc mừng em. Như vậy là lượt này mình hòa với đội bạn. Hòa thì vẫn bị dẫn trước nên mình thua. Thôi xin mời. Như vậy là ngày hôm nay với sự xuất sắc của các bạn thì chúng ta đã chiến thắng rồi. Con đội mình cũng không được lắm. Dạ. Nói chung là dở đó, nó trắng đây. Dở. Thì đội mình sẽ dừng lại với phần thưởng là 15 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đến với chương trình. Wow, có tiền luôn. Có tấm vé vào phần trong. Và ngay bây giờ là vòng đặc biệt với giá trị tiền thưởng là 60 triệu đồng. Xin mời. Ở vòng đặc biệt này thì chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn sẽ liệt kê ra 20 đáp án trong vòng 60 giây. Nếu làm được thì các bạn sẽ mang về cho mình 60 triệu đồng. Có nha. Dạ. Tại vì cái thời gian nó sẽ áp lực. Dạ. Từng người đập tay, mình có quyền nhắc nhau đừng giành lượt. Dạ. Trong vòng 60 giây, hãy kể tên 20 tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương mà có đường sắt Bắc Nam đi qua. Xin mời. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Quảng Ninh. Đồng Nai. Hà Nội. Thanh Hóa. Thanh Hóa. Vinh. Nghệ An. Nghệ An. Khánh Hòa. Khánh Hòa. Quảng Ninh. Quảng Nam. Quảng Nam. Trên, tới trên kìa. Phan Thiết. Đà Nẵng. Đà Nẵng. Vinh Nghệ. Hà Tĩnh. Huế. Huế. Khánh Hòa. Bình Thuận. Ninh Thuận. Bình Thuận. Hết thời gian rồi. Không đủ đúng không? Chắc chắn là không, không đủ. Đủ. Như vậy là sau 60 giây các bạn mang về đáp án chính xác là con số 11. Thôi vậy là giỏi rồi. Lên đi nào. Dạ. 11 là giỏi rồi, thấy không? Dạ có cố gắng. Mấy đầu khác 18, 19 không ạ? Nhưng mà thôi, chúng ta đã có một vé bước vào vòng trong và đêm nay ra về với tiền thưởng là 18 triệu đồng. Xin chúc mừng.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi, chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Bây giờ thời gian cũng đã hết rồi, chúng tôi xin chào và cảm ơn Điện Máy Nội Thất Chợ Lớn đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Giỏi quá.